เด้งเอ้ยไม่รู้ว่าเด้งเด้งอ่ะจักเยอในนวางนี่บ่าตามกูอ่ะเฮ้ยก็cơm nước nhà không lo toàn lo chuyện mua đồng không à ủa đậu đậu thức rồi hả đậu ủa bà về rồi đó hả mà sáng sớm giờ này mày đi đâu vậy đem qua nhà bà tám kể chuyện nhà thằng út lùm xùm tiền trời đất ơi bà cơm nước nhà bà lo chưa ý chốt đem quên mất tiêu rồi hả chưa nấu cơm luôn hả trời đất ơi đen ơi đen tôi khổ quá mà mới sáng tinh mơ giờ tôi đã đi đâu rồi nhớ thương hàng xóm nên phải đi tâm chuyện thôi việc nhà còn chưa lo xong lo chuyện báo động khổ thiệt cái tính giờ tôi đen ơi là đen tôi có đi đâu xa đâu qua nhà bà tám kể chuyện hôm qua cho bà nghe một chuyện tài trời tôi đã nấu ăn xong rồi mà quên nấu cơm đầu ơi đen quá thiệt tình phải không đầu ơi trời ơi tôi biết phải nói làm sao vợ tôi tầm bảy tầm ba vì ngoài đông còn chưa lo chồng mong rằng từ nay đổi thay cho gia đình thêm hạnh phúc đầu ơi đen đây đã biết lỗi rồi nhưng vì không phải ham chơi mà do đen hay thiệt tình rồi bỏ bê chồng con đen đừng ra ngoài đồng chưa chiều lâu nấu cơm đi cho gia đình ngày tháng suốt ngày xa đường luôn đó cầu xin đến ở nhà để lo gia đình đen biết rồi đậu ơi kể từ ngày mai đây đen sẽ không dày đâu nè bà hứa với tôi đó từ đây về sau bà không được đi di chuyển nữa nghe không đen biết rồi đen xin lỗi đậu ừ biết vậy thì tốt á mà đậu ơi hồi nãy đem qua nhà bà tám kể chuyện còn khúc cuối nữa để đang chạy tạo quá nên đang kể nha đậu nữa hả cái gì trời ơi trời mới sáng tinh mơ vợ tôi đã đi đâu rồi nhớ thương hàng xóm nên phải đi tâm chuyện thôi việc nhà còn chưa lo xong lo chuyện báo động khổ thiệt cái tính giờ tôi đen ơi là đen tôi có đi đâu xa đâu qua nhà bà tám kể chuyện hôm qua cho bà nghe một chuyện tài trời tôi đã nấu ăn xong rồi mà quên nấu cơm đầu ơi đen quá thiệt tình phải không đầu ơi trời ơi tôi biết phải nói làm sao vợ tôi tầm bảy tầm ba việc ngoài đông còn chưa lo chồng mong rằng từ nay đổi thay cho gia đình thêm hạnh phúc đầu ơi đen đây đã biết lỗi rồi nhưng vì không phải ham chơi mà do đen hay thiệt tình rồi bỏ bê chồng con đen đừng ra ngoài đồng chưa chiều lâu nấu cơm để cho gia đình ngày tháng suốt ngày xa đường luôn đó cầu xin đến ở nhà để lo gia đình đen biết rồi đậu ơi kể từ ngày mai đây đen sẽ không dày đâu cầu xin đến ở nhà để lo gia đình đen biết rồi đậu ơi kể từ ngày mai đây đen sẽ không dày đâu nè bà nhớ rồi đó nha.